Mình vào lớp nhá. Ok, mến chào cả lớp mình. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau tiếp trong buổi tối của ngày hôm nay. Và buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tạng người. Và quan trọng nhất là tìm hiểu được cái chế độ dinh dưỡng ăn cho phù hợp với tạng người. Có lẽ là từ trước đến giờ chúng ta chỉ nghĩ rằng là cái bữa cơm gia đình đấy là cứ ăn như vậy thì tất cả chúng ta đều khỏe mạnh. Đấy là một suy nghĩ cực kỳ sai lầm và trở thành một cái giống gì một cái điều gì đó giống như là nó ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta rồi, trong não bộ của chúng ta rồi. Chúng ta cũng không thắc mắc là tại sao lại như vậy. Và thực tế chứng minh nhé, trong một bữa cơm gia đình thì hầu hết chúng ta đều ăn chung, bố mẹ, ông bà, con cái, thậm chí là cả người ốm. Chỉ có những cái trường hợp đặc biệt là người ốm được ưu tiên đặc biệt, hoặc là bà bầu, mẹ bầu được ưu tiên đặc biệt. Nhưng cái sự ưu tiên đấy cũng không đáng kể đâu, không đáng kể nhé. Chứ chưa nói tới cái việc là cơ địa cơ tạng. Các cụ có câu là con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Có nghĩa là có cái gì ăn đó đừng có mà đòi hỏi, đúng không? Tuy nhiên do cái điều kiện kinh tế của chúng ta bị hạn chế và cái trí tuệ của chúng ta cũng bị hạn chế, thành ra là mình dùng cái cách đó và đấy cũng là một cách khá là tốt. Nhưng theo theo cái chu kỳ của xã hội thì chúng ta cần phải điều chỉnh làm sao để phù hợp với cơ địa cơ tạng cũng như là trí tuệ của người để có thể phát huy được tối ưu cái mặt mạnh, cái điểm tuyệt vời, điểm tốt của từng cá nhân. Tránh cái trường hợp là mình dùng áp lực quá và cuối cùng là mọi người cào bằng như nhau hết thì rất là lãng phí. Thì cụ thể như sau nhé. Ở tạng người này thì chúng ta sẽ có ba cái tạng người chính. Chúng ta nhìn đến hàng ngày rất là nhiều người, thậm chí là trong một gia đình ăn cùng một bữa cơm, nhưng có người thì rong ròng cao bình thường hoặc là cao rong ròng, một người thì béo đậm đậm mít mít, một người thì bình thường. Trong gia đình cũng có người như vậy, mặc dù vẫn ăn cái bữa cơm như vậy, đúng không? Thì ở ngoài xã hội hay là môi trường sống của chúng ta, anh em bạn bè họ hàng cũng tương tự như vậy. Có người thì đậm đậm mít mít, có người thì rong ròng gầy gầy, có người thì làm sao trông có vẻ là khỏe mạnh vạm vỡ. Thì cơ địa giống nhau nhưng ăn uống thì lại cũng giống nhau nốt, hoặc là cơ địa không giống nhau nhưng ăn uống thì cũng làm sao lại giống nhau, dẫn tới là khỏe thì cũng chẳng khỏe mà yếu thì cũng chẳng yếu, chúng cứ đều đều nhàng nhàng như nhau ấy. Và cái sự xấu hay đẹp mà mình cảm giác mình đo lường cũng không rõ ràng lắm đâu. Mình chỉ biết rằng là đẹp, chị A, chị B, anh A, anh B đẹp thôi. Và đến cơ địa cơ tạng mình cũng không biết là cần phải ăn những cái loại năng lượng thức ăn thực phẩm ra làm sao. Thì bây giờ người ốm cần phải ăn cái gì mình làm sao mà biết được, đúng không? Ốm, ví dụ ốm nhiều nhất mà chúng ta hay gặp nhá là cảm hay là sốt hay là tai nạn lao động, đúng không? Thì chúng ta hay thường cho cái kiểu giống như là khó ăn quá thì cho ăn cháo, đúng không? Cho ăn cháo. Hoặc nhà nào đó mà có điều kiện tốt tốt thì chúng ta cho uống sữa, sữa bột này. Đấy, đây cái hộp tay trên tôi đang cầm cái hộp là hộp sữa bột, đúng không? Đấy, có điều kiện chút là như vậy. Còn có điều kiện hơn một chút thì có thể là ăn yến, yến hoặc là ăn sâm, đúng không? Thì có điều kiện mới dùng như vậy. Còn với bà bầu hay là mẹ mẹ sinh cháu ấy thì chúng ta lại có một cái chế độ dinh dưỡng khác một chút. Nhưng mọi người có để ý nhá, chỉ có bà bầu được ưu đãi này, trẻ con được ưu đãi này và người ốm nặng mới được ưu đãi. Còn đa phần người bình thường thì chúng ta không quan tâm, chính bản thân của chúng ta cũng không quan tâm nhé. Không quan tâm, không có cái ý thức về điều đó. Và thực tế chứng minh thì có rất nhiều người tiểu đường này, gút này, đúng không? Gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ này, vẫn cứ ăn như người bình thường. Và ăn như vậy thì chắc chắn là phải trả giá rồi, là phải làm sao bệnh tật rồi. Thì các bài khác chúng ta sẽ học về bệnh tiểu đường và bệnh gút nhé. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ học về dinh dưỡng tế bào là dành cho tất cả những người yếu, ốm và phục hồi cơ thể thể chất thật là nhanh. Thông qua cái việc là gọi đích xác họ đang là gì ạ? Cơ địa, cơ tạng gì? Và cái tình trạng của họ đang là có vấn đề gì? Thì tôi liệt kê ra một loạt nhá, tất cả những thứ tự ưu tiên này. Thứ nhất, chúng ta đã biết cơ địa, cơ tạng là có ba cơ địa, cơ tạng rồi, đúng không? Chúng ta chỉ cần biết là trao đổi chất nhanh, trao đổi chất chậm và trao đổi chất mạnh mẽ. Thì nhìn bằng mắt sẽ thấy ăn mãi mà không béo thì đấy là trao đổi chất nhanh, ăn ít mà vẫn béo thì đấy là trao đổi chất chậm, còn ăn uống bình thường lung côm linh tinh không theo quy tắc kỷ luật gì cả thì đấy là trao đổi chất mạnh mẽ. Sau khi mình phát hiện ra ba cơ địa cơ tạng rồi thì bây giờ chúng ta liệt kê một loạt các thứ tự ưu tiên tình trạng sức khỏe từ thấp đến cao nhá. Trẻ sơ sinh mới nở mới đẻ đúng không, thì cần phải uống sữa là chính thôi, sữa mẹ đấy. Lớn lên một chút thì chúng ta chuyển sang ăn dặm, đúng không? Ăn dặm. Lớn hơn một chút nữa thì chúng ta bắt đầu chuyển sang ăn tạp. Và lớn hơn một chút nữa, bắt đầu độ tuổi trung niên ấy, thì chúng ta không chỉ dừng lại ăn tạp mà bắt đầu sử dụng các chất kích thích, đúng không? Thuốc và kèm với thực phẩm chức năng. Có nghĩa là càng ngày chúng ta càng ăn phức tạp và khủng hoảng hơn.
lớn hơn một chút nữa thì bắt đầu chúng ta bị một loạt các cái bệnh rối loạn chuyển hóa không lây, tiểu đường, huyết áp, gút mỡ máu, tai biến, rồi đột quỵ, rồi u nhọt các loại. Thì mỗi một bệnh tật cần phải có một chế độ thực phẩm khác nhau, chứ không phải là cứ bữa cơm gia đình là chung hết nhá. Và lớn hơn một chút nữa là chúng ta già, thì người già bắt đầu chúng ta lại răng lợi nó kém hết rồi, dạ dày nó cũng hỏng hết rồi, đường tiêu hóa rồi đường bài tiết đường hấp thụ nó cũng sộc sạch hết rồi. Thì khi đó chúng ta lại phải làm sao, lại quay trở về các cụ ngày xưa có câu là gì nhỉ, một già một trẻ bằng nhau, chúng ta lại chuyển về ăn dặm, và cuối cùng là thoi thóp cũng chẳng thở được nữa thì chúng ta lại chuyển sang uống sữa, có đúng không? Vậy thì cái chu kỳ sống của chúng ta thay đổi, cái tình trạng sức khỏe chúng ta thay đổi, cái cơ địa cơ tạng của chúng ta cũng thay đổi theo thời gian nhé. Thì chúng ta cần phải xử lý và đưa những loại thực phẩm khác nhau tại những thời điểm đó, chứ không phải là cứ đến khi mà chúng ta cần thì chúng ta mới thay đổi. Ví dụ như này, Thùy Linh bây giờ mới sinh cháu được 3 tháng, có lẽ thì từ trước đến giờ thì chưa chắc em đã béo được như bây giờ đâu, có thể là ngày xưa là có khi còn gầy gầy cơ. Lúc mà gầy nhất là gọi là nhẹ cân nhất thì Thùy Linh được khoảng bao nhiêu ký? Em nhẹ nhất là 47 thôi ạ. 47 kg, cao 1 m bao nhiêu em? Em 1m57. 1 m 57 mà 47 cân thì đúng là nhẹ thật, trông hơi còi Đây. một chút, là khi thời điểm nhỏ nhất. Thì có thể tại thời điểm đó nhá, cô Thùy Linh là cơ địa trao đổi chất nhanh, có nghĩa là ăn nhiều nhưng mà chuyển hóa nhanh quá, không tích mỡ được năng lượng. Nhưng sau đó thì bắt đầu theo thời gian thì rõ ràng là chúng ta ăn nhiều hơn một chút và chúng ta biến đổi cơ địa cơ tạng của mình nhé. Trước đây là trao đổi chất nhanh nhưng bây giờ trao đổi chất mạnh mẽ rồi, cơ thể khỏe mạnh rồi, đậm đà rồi, biết đâu 10 15 năm nữa, 20 năm nữa mới bắt đầu tầm khoảng 50 tuổi thì đúng là ăn ít bắt đầu béo, chuyển thành cơ địa trao đổi chất chậm, có đúng không? Có nghĩa là cơ địa sinh ra thì vốn dĩ là như vậy, nhưng chúng ta bị thay đổi theo cái môi trường sống và biến đổi theo cái hướng tích cực hoặc là tiêu cực, do mình kiểm soát hoặc là mình làm theo bản năng, đúng không? Rồi sau khi mình biết được rằng chu kỳ sống của mình thay đổi, điều kiện sống của mình thay đổi, tình trạng sức khỏe của mình thay đổi, thì cơ địa cơ tạng của mình cũng thay đổi. Và chúng ta cần phải tìm hiểu là quá trình thay đổi thì chúng ta cần phải ăn những cái loại thực phẩm gì. Thì vừa rồi tôi liệt kê ra một loạt rồi đúng không? Đầu tiên chính là bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình mà chúng ta mở ra một cái thì có lẽ là người mà ốm quá thì nhìn cũng không ăn được, mệt mỏi lắm, đắng ngắt ở miệng, ai từng ốm rồi thì biết hết rồi, đúng không? Còn trẻ con thì không ăn được sườn sụn thì sức đâu ra mà nhai, người già thì nhai làm sao được sườn sụn. Vậy thì cái bữa cơm gia đình chỉ là làm sao để có mục tiêu là mọi người ngồi quây quần với nhau thôi. Còn bữa cơm gia đình chính xác là ai ăn cái gì thì chế biến từng đó món, vất vả là phết đấy. Và để làm được điều đó thì để mà nấu được bữa cơm ngon lành thì có nghĩa là cả gia đình phải tập trung vào nấu nướng thì mới có thể có được từng đó những cái món ăn phù hợp. Còn để ăn một món mà có thể phù hợp với tất cả mọi người thì đúng là khó lắm. Đa phần người Việt chúng ta khá là nghèo, khá là nghèo nhé. Và tôi có thể khẳng định này, hầu hết tất cả những người có bệnh rối loạn chuyển hóa không lây, hầu hết nhá, đều là người nghèo hết. Hầu hết ấy, chúng ta chưa bao giờ thoát khỏi dòng tiền cả. Không có mấy người thoát khỏi tiền bạc đâu, giàu có đến mức độ như vậy đâu, mà vẫn còn phải là lao động kiếm sống. Kể cả tổng tài sản của mọi người có thể đến nhiều chục tỷ, nhưng nhiều chục tỷ thì để hết là bất động sản rồi, có bán được nhà đi đâu. Có ai dám bán cái nhà 1 chục tỷ của mình đi, 2 chục tỷ của mình đi, chuyển sang thuê một căn hộ chung cư khoảng tầm 10 triệu một tháng không, để mấy chục tỷ đã ăn dần cho đến chết. Đấy mới là hưởng thụ cuộc sống, có đúng không? Bao giờ chúng ta cũng tích lũy và tích lũy, và để dành lại một cái phần tích lũy cho con cháu của mình, đúng không? Và để mà có thể thoát khỏi dòng tiền thì hầu hết không ai thoát đâu, chúng ta đều hầu hết đều vẫn còn là khá là nghèo đấy, đúng không? Rồi vậy thì tôi liệt kê tiếp nhá. Giả thiết bây giờ chúng ta là người ốm đi, thì đối với những người nhà có điều kiện một chút, trước đây để mua được những cái hộp sữa Ampalipid này thì không phải ai cũng có tiền đâu, của Mỹ khó khăn lắm, nhưng bây giờ thì mọi người cũng khá là dễ dàng, nhưng cũng không phải là ai cũng có nhá. Nhiều người nghèo kỳ luôn chẳng có tiền mà mua đâu. Thì chúng ta ốm thì hay là cho người ta uống sữa. Còn đối với nhà bình thường ấy, thì có lẽ đến tận bây giờ vẫn vậy. Cứ nhà có gia đình ốm là chúng ta nấu cháo, đúng không? Nấu cháo làm sao? Húp với chọp cho nó dễ, đúng không? Cháo là cái gì thì buổi sau mình sẽ biết nhé. Cháo chả có cái gì cả, chẳng qua là có lượng đường lớn, khác gì chúng ta uống một cốc nước đường đâu. Chúng ta ăn một bát cháo, húp một bát cháo vào thì cái lượng đường nó đổ ập vào máu ngay lập tức, tức khắc nhé. Và chỉ trong vòng khoảng tầm 3 phút đổ lại thôi là chúng ta có sức, có cái sức để lết dậy để mà há cái miệng ra mà uống thuốc. Đó, ăn cháo nó có cái tác dụng là như vậy, để lấy sức mà uống thuốc, chứ không phải ăn cháo giúp chúng ta nhanh chóng hồi phục trong năng lượng đâu. Còn nhà nào đó có điều kiện thì pha một cốc sữa ấm như này thì lại tốc độ hồi phục còn nhanh hơn cả cháo, tỉnh táo còn nhanh hơn cả cháo nhá, đúng không? Rồi thì đây là một trong những cái thói quen mà người Việt chúng ta hầu hết đều mặc định bảo nhau đến tận bây giờ nhá, đến tận bây giờ luôn.
Người trong gia đình tôi, mặc dù tôi là người dạy dinh dưỡng, nhưng chính người trong gia đình của mình cũng quên mất. Khi có người ốm mất quên sạch kiến thức luôn, chả nhớ cái gì cả. Đúng không? Chuyển sang nấu cháo hết. Mình thấy bảo sao phải nấu cháo ra phải khổ vất vả đấy. Nhà mình thiếu gì những cái thực phẩm mà còn bổ dưỡng hơn cả cháo đâu. Nhưng mà quên mất rồi, em nỡ nấu mất rồi. Mà đôi khi nấu cái bữa bữa cháo như vậy, cái nồi cháo như vậy nó còn đem theo cả cái tình cảm nữa. Đúng không? Thành ra là cái người ăn lại còn đút cho nhau ăn nữa. Đúng là cảm xúc ok, ổn nó phết. Nhưng đấy là một trong những cái cách cũ thôi. Còn bây giờ cách mới đấy, thì chúng ta lên sử dụng những cái thực phẩm đã có sẵn. Cụ thể như sau này. Một là có thể dùng sữa. Đúng không? Hai, trong trường hợp nhá, uống sữa mãi nó lại béo sao? Tôi biết rất nhiều người tẩm bổ tẩm quất dồn dập trong cái thời điểm mà mình ốm, thế là lên vèo 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 có thể gần chục ký. Sau khi ốm trở về chả biết khỏi bệnh hay không, nhưng mà lên cả chục ký, lại nặng thêm một số một loạt các bệnh khác. Vậy thì liệu có cái những sản phẩm khác gì không, thay thế cháo và thay thế sữa không? Thì trên tay tôi đang cầm đấy nhá. Đây là một cái hộp dinh dưỡng tế bào. Nó cũng chỉ là hộp bột, giống như là mọi người làm sao nghiền các loại ngũ cốc ra thành hàm các cái hàm lượng đầy đủ đa chất và vi chất. Đa chất và vi chất nhé, buổi sau, buổi ngày thứ tư là buổi rất quan trọng, chuẩn chủ nhật tuần sau đấy, chúng ta sẽ học với tầm khoảng tầm tiếng rưỡi 2 tiếng mới hết được, và buổi đó là cái buổi gần như là để đệm cho tất cả các buổi khác. Rồi mọi người hình dung này, giả thiết như trên tay tôi đang cầm là một cái hộp bột đây, cái hộp bột đây, cái hộp bột đấy, có một cái xìa bột múc ở bên trong đó. Thì trước đây mọi người rất là chê những cái loại thực phẩm này đúng không? Thế bảo ô cái loại đóng hộp chả biết nó có cái gì không, ăn vào nó chết người thì sao, đúng không? Thì tôi lấy cái ví dụ luôn này, trên tay trái tôi đang cầm một cái hộp lương khô của quân đội 006, miếng lương khô đó. Chúng ta cũng đã bao năm rồi đang chế tạo lương khô và ăn lương khô đó, chỉ là không có lương khô dạng bột để trong hộp mà chúng ta nén lại thành viên. Các cụ ngày xưa ăn suốt, quân đội ăn suốt, chúng ta cũng vẫn ăn suốt. Thì tay phải là của người Việt sáng tạo, xin lỗi, tay trái là của người Việt sáng tạo, tay phải nó có các hãng thực phẩm chức năng, và đến tận bây giờ cũng vẫn có rất nhiều hãng thực phẩm chức năng của người Việt mình nhé. Ngũ cốc chẳng hạn, các loại bột ngũ cốc dạng túi đấy, dạng túi con này, một tít con, một túi con nhỏ nhỏ này đấy, bằng hai đầu ngón tay này. Tôi vẫn hay bán cái loại đấy là tan viêm được gapo đấy, đúng không? Buổi sáng là nào, rồi là đậu tương, đậu gà, đậu bắp, rồi ngô, rồi yến mạch, cái lân tân vân vân mây mây, họ sấy chín lên rồi và họ nghiền ra, đúng không? Họ nghiền ra thành bột, sáng múc 2 muỗng tròn cái lọ, lắc lắc, đây sáng tôi dạy tôi toàn ăn này, cho cái lọ lắc xong thế thôi, vừa đi vừa ăn khoảng tầm chưa đến 1 phút, khoảng 20 giây thế là ăn xong rồi. Tuy nhiên thì trước đây mọi người rất là kỳ thị những cái loại sản phẩm dạng bột của các hãng thực phẩm chức năng, nhưng tôi muốn so sánh nhé, để mọi người thấy rằng là chúng ta vẫn đang dùng, chỉ là chúng ta quen hay không quen thôi, đúng không? Quen hay không quen thôi, thì cứ thử trải nghiệm nhé. Tại sao những cái sản phẩm dạng như này lại tốt hơn cả sữa? Vì có một từ khóa mà chúng ta sẽ tốc ký để ghi tìm cái từ khóa đó nhé, tốc ký cái từ khóa này, dinh dưỡng tế bào. Một từ khóa có tên là dinh dưỡng tế bào. Theo công thức bình thường đấy, giả thiết bây giờ chúng ta ăn một miếng thịt, nhai một miếng thịt vào người nhá, vào mồm vào miệng của mình này, thì mọi người tưởng tượng là một miếng thịt đấy, ví dụ là một lạng thịt bò đi, thì chúng ta sẽ mua tầm mất tầm khoảng 100.000 một lạng thịt bò, cộng với cái công chế biến tất cả mọi thứ nữa thì có thể lên đến tầm khoảng 200.000 một lạng bò, đúng không? Cộng với công chế biến, cái công mình phải chi trả, mình ra hàng mình ăn, nếu có người phục vụ cho mình thì khoảng 200.000 một lạng thịt bò. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi, ăn một lạng thịt bò đó vào người, liệu mình có hấp thụ được bao nhiêu năng lượng ở trong đó? Chính xác là đạm, tại vì thịt là sẽ ăn đạm mà. Có người thì hấp thụ được 50%, có người thì hấp thụ được 3, 4, 5, 60%. Bây giờ lấy mức trung bình, nó hấp thụ được 50% đi, sức hấp thụ của mình chỉ có vậy thôi. Ví dụ như Bích Ngọc trẻ trẻ đúng không, hay là Hoàng Thanh vẫn trẻ trẻ, trẻ trẻ một chút thì mình ăn một thì mình hấp thụ một, mấy đứa trẻ con nó chíp chíp xíu xíu này, các cháu ở tầm ở lớp 10 đổ lại, các cháu ăn mấy con cá thòng bong, mấy cái cọng rong muống, mấy cái miếng thịt tai, thịt heo tai đấy, nó cũng vẫn xinh đẹp, da dẻ nó mịn màng, trong cơ thể nó luột là lắm. Còn chúng ta lớn tuổi rồi, bây giờ phải ăn cái gì, ăn cá hồi, ăn cá ngừ, rồi ăn đông trùng hạ thảo, sâm nhung quế phụ, thì mình mới có sức có lực để mình học tập, mình mới, cái não bộ của mình nó mới nảy số được. Chứ cứ ăn tí rau muống rồi xong lại chấm mắm cái, xong lại mấy miếng thịt ba chỉ đang cháy cạnh, xong cộng 2 3 quả cà pháo, không có sức đâu. Vẫn nhiên là vẫn sống được nhưng không có sức để mà sáng tạo, để mà làm việc, để học tập, đúng không? Và cái quá trình chuyển hóa những cái loại đó đấy, thứ nhất là chúng ta không hấp thụ được hết, thứ hai là mất rất nhiều thời gian mới có dinh dưỡng, đúng không? Chứ không phải ăn vào bụp cái mà làm sao thành năng lượng ngay đâu. Chỉ có cháo ăn vào vài 3 phút sau chúng ta mới làm sao có sức để uống, dậy lết dậy uống thuốc ngay. Nhưng một lát sau phát là toàn bộ năng lượng còn thừa, như là trống hết, bay vào không khí hết. Cái bài đường
bài chữa bệnh tiểu đường bằng dinh dưỡng, chúng ta sẽ biết rằng là tại sao ăn nhiều đường thừa đường thì no bụng rất là nhanh, khỏe lên rất là nhanh, nhưng đồng thời lại làm sao đói rất là nhanh, có lý do nhé. Thì bình thường các loại dinh dưỡng chúng ta ăn hàng ngày cần phải có thời gian mới có thể chuyển hóa được. Ví dụ đường với mỡ thì sẽ mất tầm khoảng tối đa là tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là bắt đầu chúng ta có thể xài được rồi. Từ khi ăn cơm vào, ăn cơm nhưng mà cơm gạo nếp nhá, thì sẽ được chuyển hóa chậm. Còn ăn cơm nóng thì chỉ rơi vào tầm khoảng 5 phút thôi là chúng ta no bụng ngay. Còn ăn cháo thì chỉ rơi vào tầm 2-3 phút thôi là có năng lượng ngay rồi. Nhưng mà thịt với cả rau, đúng không, các loại mà rắn rắn một chút thì chúng ta phải mất tầm 8 tiếng mới có năng lượng, nhiên liệu. Nhiều khi nhá, cái miếng thịt, giả thiết bây giờ này, chúng ta cứ ăn thông chay, đồ chay đi, ví dụ như là ăn chuyên cơm đi trong vòng khoảng 2 ngày, thì chúng ta để ý cái màu phân của 2 ngày nó khác hoàn toàn nhé. Sau đến ngày thứ ba bắt đầu chúng ta mới ăn mỗi thịt, cả ngày hôm nay ăn mỗi thịt thôi, thì chúng ta sẽ phát hiện ra xong rồi, ngày hôm đầu tiên chưa chắc mình đã đại tiện ra phân được ngay đâu, mà phải ngày hôm sau mình mới đại tiện ra được cái phân có thịt, đúng không? Ngày hôm đầu chưa chắc mình đã đại tiện ra được cái phân có thịt đâu, mà ngày hôm sau, vậy thì có nghĩa là phải đến tầm cả 20 tiếng, đúng không, thì chúng ta mới đẩy được được cái phân đấy ra khỏi người, được cái cặn bã của thịt ra khỏi người. Thì để làm được điều đó chúng ta phải mất rất nhiều thời gian, thường là khoảng tầm 8 tiếng trở lên, tùy từng năng lực chuyển hóa của từng người nhé, thì chúng ta mới có thể lấy được năng lượng nhiên liệu về. Bây giờ giả thiết trong trường hợp mình là người rảnh rỗi, làm một việc một ngày chỉ còn tầm 8 tiếng thôi, sáng đi làm 4 tiếng, trưa nghỉ ngơi ăn trưa, xong rồi nghỉ ngơi chiều làm 4 tiếng, sau đó về là chăm sóc gia đình, vui chơi giải trí, ăn uống la đà, thì không sao cả, ăn theo cái thói quen cũ, bữa cơm gia đình thì không có vấn đề nhé. Nhưng bây giờ hầu hết mọi người rất là bận bịu, làm rất là nhiều việc, nhiều cái nỗi lo trong cuộc sống hơn, nhiều tiền để tiêu hơn, nhiều nhiều thứ lắm. Thành ra chúng ta cần phải có những cái cách ăn uống khác. Chứ bây giờ có lục sục nấu nướng như vậy mà ăn thì còn đâu một thời gian để làm việc nữa, đúng không? Thì cụ thể buổi sáng tôi cần phải có nhiên liệu ngay tức khắc nhá, để lên lớp sáng 5 rưỡi, 5 giờ dậy tôi đã có một cái lọ bột lắc 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 cái xong, ăn trong vòng có 20 giây nhẹ tênh, không tức bụng cái gì cả, và có sức làm hết làm sao trong vòng 2 2K luôn, chứ chẳng phải là 1K nhé, 2K luôn, từ 5 rưỡi đến 6 rưỡi, nghỉ từ 6 rưỡi đến tầm khoảng 7 giờ hơn một tí, xong lại làm 1K, đúng không, và đến 8 rưỡi thế là xong, mà chẳng mệt mỏi, cũng chẳng đói điếc gì cả, mà cũng không cảm thấy rằng là mệt vì ăn nhiều quá. Thì ví dụ nhé, lấy ví dụ luôn này, rất nhiều người lớn lớn tuổi, thường ở độ tuổi tầm khoảng 45 tuổi trở lên cơ thì mới cảm thọ tốt, còn ai đó mà cảm thọ rất là tốt rồi thì phải tầm 40 tuổi. Chúng ta ăn một cái bữa ăn gì đó mà nhiều nhiều rồi đấy, mình cảm thấy nó nặng nhọc lắm, thậm chí là mệt, khó thở. Nhất là buổi sáng mà ăn mắc cá bánh đa to to khoảng 50.000 nhé, 50.000 đổ lại, cộng thêm 1-2 quẩy nó ăn rất là ngon miệng, đã đời luôn, sướng sung sướng luôn. Nó căng bụng, xong sau đó ngồi thở mệt, nó dọa dọa, nó ẻo ảo, nó ù tai, nó chóng mặt, rồi nó đủ thứ. Đến tận 2 giờ chiều chứ chắc nó tỉnh, có nghĩa là chúng ta bị sốc đường, đúng không? Có điều này, không phải ai cũng cảm nhận được cái điều đó, phải là người nhạy cảm cơ, người ta mới cảm nhận đấy. Còn cái người bình thường cứ lao luôn đi làm việc ấy, bê vác cái thứ luôn thì cũng chả có đầu óc đâu mà nghĩ mà cảm nhận cái sự nó nhọc nhừ, mệt như vậy, đúng không? Còn chị em rồi là dân văn phòng hoặc là những người làm đầu óc ấy thì người ta sẽ cảm thấy nhận nhận những cái điều đó, cái sự khó chịu ấy rất là nhiều, còn người lao động thì không cảm nhận thấy. Vậy thì quay lại vấn đề liệu dinh dưỡng tế bào có tốt hay không, khẳng định nhé, cực kỳ tốt, nhưng đúng hoàn cảnh, đúng không, đúng với cho với người ốm, đúng cho với người làm văn phòng, đúng cho những người giống như chúng tôi. Chứ bây giờ đưa cho cái bác làm lao động chân tay, bác thợ xây hoặc là bác làm công trình hay là chèo ráo thứ, người ta ăn như này chắc đứng chèo lên chèo xuống 2 phát thì đói tụt rời ráo luôn, đúng không? Tốt nhưng mà tốt với ai đấy, thì tránh cái trường hợp tốt lắm cái gì cũng ăn, đúng không? Thì tôi biết rất nhiều bạn bán những thực phẩm chức năng hay tư vấn đấy, ừ thì tốt lắm, của này nó xịn, nó chữa được bệnh này, nó chữa được bệnh kia, nhưng mà có biết là người ta có cần hay không, mà mục tiêu của mình chỉ là bán hàng thôi. Đây là mình bán hàng cho người có nhu cầu để giúp cho người ta giải quyết được vấn đề của người ta, chứ không phải là cứ bán hàng, cứ bán được hàng là thành công rồi, đúng không? Và dẫn tới là mặc dù sản phẩm rất là tốt nhưng lại bán cho người không có nhu cầu, hoặc có nhu cầu nhưng mà không sử dụng được hết những cái tốt đẹp nhất của cái sản phẩm đó. Thì cũng giống như mọi người mua nhà mua ô tô cũng vậy thôi, chả nói đâu xa, tôi nhìn ngay trong học viện thôi chứ không nhìn đâu xa nhé, hoặc là gần gần hơn xung quanh nhà hàng xóm. Tôi mua ô tô 2 lần và lần thứ hai thì mua được có tháng rưỡi thì bán luôn. Thật sự là mua cái xe nó cũng hơi rẻ một chút, thành ra sửa lại bán được, lãi được một chút, bán luôn. Phần nữa là vì cũng chả có nhu cầu mà đi, toàn ở nhà loanh quanh ở nhà làm on thôi, hú họa mới gọi gỡ giáp cho lành, đỡ phải nái nhọc. Nhưng mà có thấy mấy bạn đúng không, chả đi đâu cả, giống y xì tôi, nhưng mua xe về để đẹp, lâu lâu chạy ra uống cà phê xong đi về, xong lại mất công đi rửa,
có nghĩa là sản phẩm rất là tốt, tuyệt vời, ô tô rất tuyệt vời, nhưng nhiều người chỉ mua về chỉ để cho nó đủ 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 gọi là đủ đồ dùng trong nhà cho nó, vui, cho nó oai thôi. Thì tương tự như vậy, chúng ta cũng ăn rất là nhiều các cái món rất là ngon nhưng cũng chả có giá trị về dinh dưỡng cả, đặc biệt là đường với đạm nhé, hai loại đa chất chúng ta dùng rất là nhiều, hưởng đúng không? Rồi, ngoài ra tôi sẽ giới thiệu thêm một số những cái sản phẩm nữa. Trên tay tôi đang cầm là một cái lọ nước nội bào, thì buổi trước mọi người biết nước nội bào rồi đúng không? Còn trên tay đang cầm một cái chai nước này nữa, đây chính là nước kiềm. Đây, lấy cái chai nước kiềm, chỉ số đang là 8.5, tôi uống được đến 9 chấm rồi nhưng mà 8.5. Thì những cái chai nước kiềm có tác dụng gì thì mọi người tìm hiểu sau nhé, đúng không? Thì nước kiềm là cấp và làm sạch bộ máy tiêu hóa bao gồm cả dạ dày, để tránh tất cả các bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày, ruột già. Còn nước nội bào là cấp năng lượng, cấp nước cho tế bào chứ không phải nước uống hàng ngày đâu nhé. Đó, còn bên tay đây cầm tay phải là một cái lọ canxi, có nghĩa là chúng ta ăn để cho xương ăn đúng không? Còn tay trái là cầm một lọ bổ khớp đúng không? Bổ khớp thì đứng lên ngồi xuống một cái cục 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 ở khớp ấy, thì tốt nhất là uống bổ khớp đi, tránh cái trường hợp lông mẻ cho 4 5 miếng rồi cứ đứng lên đứng xuống một cái cục cạc suốt ngày thì thôi toi rồi, chỉ sớm hay muộn là cũng hỏng hết khớp thôi. Còn có điều kiện tốt hơn một chút thì uống collagen tổng hợp đúng không? Collagen tổng hợp, tất cả mọi thứ trên người chúng ta đều làm bằng collagen hết, đều được cấu tạo từ collagen hết đúng không, thành phần chính luôn đấy. Rồi còn bên trên tay đây tôi nữa cầm thêm một hộp nữa, đây chính là hộp chuyên dành để vá tất cả những vết rách, vết loét, vết xước, vết lở trong cơ thể chúng ta, bao gồm cả rách cơ nhá, rồi là phù nề cơ, rồi là bong điểm bám ở đầu xương, cỏ gân và dây chằng, rồi nhiệt miệng cũng khỏi này, rồi là chảy máu chân răng cũng khỏi này, loét rách viêm dạ dày trào ngược dạ dày này cũng khỏi này đúng không, rồi là chảy máu đại tràng, đại tràng của chúng ta có những cái vết loét nó giống như nhiệt miệng đấy, mà chúng ta đại tiện nó thấy có phân của mình nó có màu tối tối, hoặc là nó chảy máu từ giữa đoạn phân, có máu từ giữa đoạn phân chứ không phải đầu đoạn phân nhé, đầu đoạn phân là nứt hậu môn hoặc là trĩ nội trĩ ngoại thì gây ra, còn ở trong giữa đoạn phân thì đấy chính là những cái vết loét, vết rách ở trong ruột. Mình không thể biết được cái vết loét, vết rách nó ở đâu và bôi kháng sinh vào hay là oxy già đúng không, thì cần phải ăn những cái loại thực phẩm này để vá chỗ đó. Thì có những cái loại thực phẩm tồn tại trong cuộc đời, chỉ có điều là chúng ta không có kiến thức, không có trí tuệ, mình không chạm tới cái điều đó. Có thể mọi người vẫn nghi ngờ nhé, tuy nhiên nhé, tôi khẳng định nhé, đây là cái lượng kiến thức, chỉ là sớm hay muộn mọi người cũng phải chạm tới. Tại vì trước đất nước chúng ta rất là nghèo, làm nông nghiệp lấy đâu ra tiền mà ăn, kiếm sống đủ ăn đã là khó rồi, có cái gì mà ăn là đều là tốt hết rồi. Nhưng mấy năm trở lại đây thì mọi người thấy xã hội thay đổi đến mức kinh khủng không? Những người mà tầm 5 6 70 tuổi mà ra thành phố nhá, ngập luôn, không biết đường về nhà luôn, trông xe cộ con người nó cứ mượp 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 mượp, cách vài ba chục năm lên thành phố không thể nhận ra luôn. Ai đó mà bây giờ đang ở Hải Phòng mà tầm khoảng 2 năm bắt đầu lên Hà Nội sang, choáng luôn, tất cả mọi thứ là ngập luôn đúng không? Thì những người ở quê mà người ta lên phố thì đã thấy khác nhiều rồi, cái lượng kiến thức nó ùa tới rất rất là nhanh. Ai đó mà không kịp học ấy, thì sẽ bị làm sao, bị sốc, bị nghi ngờ. Bản bản năng của con người chúng ta đấy là cái gì mới bao giờ mình cũng nghi ngờ đúng không? Nhưng bây giờ cái mới đến quá nhanh, nhanh đến mức mà mình không kịp nghi ngờ nữa. Mình nghi ngờ, mình thăm dò, mình trải nghiệm thì xã hội lại thay đổi có thêm cái mới rồi. Nhất là vài năm trở lại đây nhá, bắt đầu từ đợt dịch, có nghĩa là từ khi dịch vào được khoảng tầm 5 rưỡi 2 năm thì bắt đầu các hãng thực phẩm chức năng của Việt Nam chúng ta chế tạo ra một loạt các loại thực phẩm chức năng nhiều vô cùng tận luôn. Có một loạt hệ thống nhà thuốc Long Châu, mọi người có nhớ không? Trên toàn quốc của hãng FPT đấy, mà bây giờ họ bán chủ yếu là thực phẩm chức năng thôi, mà có hãng họ sản xuất thôi nhé, đúng không? Chính hãng FPT họ đặt hàng nhà máy sản xuất ra tất cả thực phẩm chức năng. Trước giờ chúng ta rất là ngại hoặc là kỳ thị ít nhiều, cảm thấy không cần thiết, không có tác dụng, nhưng bây giờ người Việt chúng ta dùng cực kỳ nhiều. Lấy luôn ví dụ cụ thể này, ai đó mà đã sử dụng kháng sinh nhá thì kiểu gì cũng có thải độc gan, thải độc gan hỗ trợ gan thải độc đúng không, đấy chính là thực phẩm chức năng. Còn gì nữa, chúng ta uống thuốc kháng sinh vào thì kiểu gì gan thận mà chả làm việc quá tải mệt mỏi, thì buộc phải có những cái sản phẩm hỗ trợ thận, hỗ trợ gan thải độc hiệu quả hơn, có đúng không? Và tổng kết lại nhá, thức ăn bình thường hàng ngày, thức ăn bình thường hàng ngày đấy thì chúng ta sẽ cần phải một hoặc nhiều tiếng thì mới có thể chuyển hóa thành năng lượng được. Trong trường hợp chúng ta là người rảnh rỗi, làm ít việc, làm xong việc về nhà la đà, chém gió, ăn uống nấu nướng xì xụp, ok, cuộc sống vui vẻ, đơn giản mộc mạc, không cầu thị nhiều tiền bạc, thì cứ đủ mình ăn theo cách cũ, không sao hết.
đúng không? Còn trong trường hợp chúng ta là những người làm giờ giấc bất quy tắc, bất tổ chức, quỷ luật và là những người kinh doanh thì chúng ta sẽ ăn uống làm sao? Tiện đâu ăn đó, bạ đâu ăn đó, và chúng ta sẽ sử dụng nhiên liệu nhiều hơn người bình thường rất là nhiều lần. Vậy thì cần có những cái loại thực phẩm khác để phù hợp với cái điều kiện làm việc của chúng ta cũng như cái tình trạng sử dụng sức khỏe nhiều hơn và khấu hao thân thể nhiều hơn. Và dinh dưỡng tế bào là một từ khóa nhá. Đến bây giờ ai cũng quan tâm tìm kiếm và tìm hiểu làm thế nào, thức ăn gì, uống cái gì để giúp cho tôi lấy sức khỏe, tôi còn đi làm việc kiếm tiền. Một ngày kiếm được 1 triệu, sẵn sàng bỏ ra ăn khoảng 300 nghìn. Sẵn sàng luôn. Còn một ngày mà kiếm 300 nghìn mà chỉ có ăn có 30 nghìn thì chết rồi đấy. Sớm hay muộn nó cũng chẳng còn cái gì đâu. Thân thể nó ọp ẹp, nó sọc xẹp, nó không khác gì là cái xe đạp cho người. Đi thì trượt bê đan, lốp thì xịt, xong lại còn trượt cả cá. Yên thì vẹo, đúng không? Phanh phiếc thì bóp, lúc lúc nổ lúc xịt, có khi bóp phát bay cả phanh ra ngoài, đúng không? Vậy thì dinh dưỡng tế bào nhá là một loại dinh dưỡng giúp chúng ta hồi phục cực kỳ nhanh. Cụ thể chỉ mất 1 phút 8 thôi, nó đã đưa từ miệng chúng ta vào tận trong tế bào. Từ khi chúng ta nuốt cái miếng thức ăn đó vào miệng chỉ mất có 1 phút 8 thôi nhá, là mình đã có sức sử dụng rồi. Có sức sử dụng rồi thì bản thân tôi có những cái trải nghiệm như sau để giúp cho mọi người tăng lên một số cái trải nghiệm về ăn uống thú vị kỳ. Ở đây đa phần các bạn nữ giới, các bạn không bao giờ có trải nghiệm về sử dụng chất kích thích hoặc là ít có cơ hội sử dụng chất kích thích. Ở lớp của anh Trung thì anh Trung rồi, chúng tôi sử dụng thuốc lá, phê sướng của thuốc lá khác thuốc lào, đúng không? Khác xì gà, khác bia, bia nhẹ độ khác nhá, bia tầm khoảng 12 15 độ khác, rượu vang khác, rượu đế khác, rượu tây khác, cỏ khác, ke khác, kẹo khác. Ma túy thì tôi chưa dùng, thuốc phiện thì dùng rồi, đá thì chưa dùng, ke dùng rồi. Tất cả đã trải nghiệm nhưng mà không trải nghiệm ma túy và không trải nghiệm đá. Còn cái gì cũng trải nghiệm rồi, có nghĩa là có hàng loạt những cái loại thực phẩm chức năng khác mà chúng ta chưa bao giờ chạm tới, thành ra mình chưa có trải nghiệm. Chị em chủ yếu là dùng trải nghiệm là thức ăn hàng ngày, và đường thì mọi người trải nghiệm rất là nhiều. Những cái trải nghiệm từ đường đem lại cái lợi ích sức khỏe và cái tác hại thì chúng ta lại không kể được. Hầu hết chúng ta rất tự tin trong cái việc là trải nghiệm sống, cuộc sống là thế này thế nọ kia, nhưng đến cả ăn mọi người cũng còn không dám ăn, không dám trải nghiệm, không dám hưởng thụ, đúng không? Đó, mình chỉ là ăn cái đồ ăn ngon, ví dụ ăn tôm hùm cùng rồi ăn bè bè rồi ba ba rồi cua ghẹ rồi ăn mấy con bản mai hay là cái gì gì đó hải sản các loại, ăn thịt chó hay ăn thịt chuột, chứ có mấy người dám sử dụng chất kích thích thôi, chỉ là trải nghiệm thức ăn thôi. Chứ còn để mà có được cái chất lượng sức khỏe ở trong cái thức ăn đấy, đấy mới là trải nghiệm. Nhưng chờ đến khi có cái trải nghiệm như vậy thì có trả giá phải trả rồi, đúng không? Ốm rồi bắt đầu vẫn kỳ thị thức ăn là phải ăn cháo. Lúc đó nhá, ốm rồi nhá, có cái gì ăn không cần biết, miễn làm sao cho tôi ăn khỏe lên tức khắc, đúng không? Sống đã tính xong. Đó, chờ đến khi trải nghiệm thì hết thời gian mất rồi, đúng không? Vậy thì chiêm nghiệm thôi, chiêm nghiệm từ những người có kinh nghiệm và sau đó làm sao? Thử đi, thử một phần đấy. Có ai bắt mình là phải phải thế này phải thế kia đâu. Ví dụ trên tay tôi đang cầm một cái hộp bột tổng hợp, thử xem, mua một hộp về thử trải nghiệm xem có đúng như những gì mà mình được học không. Vậy thì những cái người mà người ta đang có vấn đề, chẳng qua là người ta không được giáo dục, không được dạy, không được hướng dẫn, thì thành ra người ta mất cái cơ hội sử dụng sản phẩm tốt. Còn bản thân mình có cơ hội sử dụng, có kiến thức, có trí tuệ, nhưng mình lại không dám trải nghiệm, thành ra mình là mất của cái cơ hội của mình và cả cái cơ hội của những người làm sao muốn nhu cầu có sử dụng cái sản phẩm tốt. Tránh cái trường hợp là ốm rồi mà làm sao cũng lẫn phải đi xì sụp nấu cái nồi cháo, và cuối cùng là không những chẳng khỏe lên mà còn nhọc đi hoặc làm chậm cái quá trình hồi phục, đúng không? Rồi, vừa rồi là toàn bộ những kiến thức chia sẻ về cơ địa, cơ tạng, tình trạng sức khỏe thay đổi theo thời gian, nhu cầu sử dụng năng lượng, thức ăn thực phẩm thay đổi theo thời gian, tình trạng bệnh lý của mình. Và cuối cùng là để giải quyết được tất cả những vấn đề đó thì chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ chạm tới dinh dưỡng tế bào. Và dinh dưỡng tế bào đặc biệt cần thiết đối với những người bận bịu hoặc muốn giảm cân, muốn tăng cân, có các bệnh rối loạn chuyển hóa không lây, cụ thể là cả bệnh ung thư. Đó. Rồi, còn chi tiết sản phẩm làm sao thì mọi người có thể nhắn tin inbox riêng, trên tay tôi cầm hàng đống các loại sản phẩm liên quan dinh dưỡng tế bào, từ cái loại gọi là nông nghiệp nhất, gọi là sản xuất kiểu thủ công nhất của Việt, cho đến những cái loại xịn sò. Ok. Rồi, mọi người có thắc mắc điều gì không? Chúng ta bật mic lên và tương tác. Rất tác dụng với người ốm, chứ không phải cứ lục sục nấu một cái
nồi cháo để chứng tỏ rằng là mình quan tâm đến người thân của mình, người yêu của mình đâu. Mình có thể gọi làm sao, có luôn một cái hộp bột, đo lường luôn sức khỏe người nhà của mình thay đổi cực kỳ nhanh, uống cái ăn vào cái khỏi bệnh rất là nhanh, không mệt mỏi, không uể oải, không buồn ngủ, không bị ly bì. Những người mà cứ ăn cháo nhiều mà ốm đấy, ăn những cái đồ làm sao nóng 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 ăn cháo nhiều thì cũng ngủ ly bì suốt ngày thôi, mà càng ngủ là nóng thì càng mệt đúng không, càng ngủ nhiều thì càng mệt. Ok, mọi người muốn kết nối điều gì không? Chúng ta không có nhiều thời gian nhé, còn còn nửa tiếng nữa thôi. Dinh dưỡng tế bào, tôi có slide đầy đủ hết rồi, có giáo trình rồi, nhưng mà mình phải nghe đã, sau đó thì tôi kết thúc khóa tôi sẽ gửi mọi người, tránh trường hợp bật lên mọi người cứ nhìn vào là chúng ta sẽ không không nghe được. Học Zoom chủ yếu là nghe thôi. Lớp mình có anh Trung này, bạn bạn Vân Anh hôm nay, bạn Vân Anh học có dinh dưỡng cơ. Sáng ngày mai tôi sẽ nhắn anh Trung với bạn Vân Anh là bắt đầu buổi sáng ngày mai thì ăn cái gì, cả ngày ăn những cái gì gửi cho thầy, thì sau khoảng tầm tháng đến tháng rưỡi thì hoàn toàn có thể chủ động kiểm soát được lượng thức ăn thực phẩm hàng ngày, ăn cái gì khỏe, ăn cái gì không khỏe, ăn cái gì gây bệnh. Và tôi hoàn toàn chăm những người như vậy chỉ bằng những thức ăn hàng ngày của họ và giúp cho họ khỏe mạnh hơn, thậm chí là thay đổi năng lượng đột xuất trong một thời điểm ngắn. Tôi lấy một cái ví dụ nhé, để mọi người thấy rằng là tất cả các loại thực phẩm đều có tác dụng, ví dụ này, và có cả nhược điểm nữa. Ví dụ nhé, chúng ta mà ăn khoảng 3 bát cơm một bữa, nhất là buổi trưa, ăn mấy cái gì không cần biết, ăn loạn xạ đi, không cần nhất thiết phải ăn đúng quy trình như như buổi thứ hai thứ ba nhé, như buổi trước, các buổi trước mình học nhé. Sau khi ăn khoảng 2-3 bát cơm thì chúng ta sẽ bị buồn ngủ, các cụ có câu là no ra bụng trùng ra mắt, nhưng thực ra không phải là buồn ngủ đâu, mà là chúng ta bị sốc đường, não bộ của chúng ta bị sốc đường thì mặc định não bộ sẽ điều khiển tuyến tụy tiết insulin ra để cân bằng cái lượng đường đó. Giả thiết bây giờ cái lượng đường nó cao vút lên phát tầm một 7 chấm chạy trong máu, 7 chấm ví dụ lấy là 7 gam chạy trong máu đúng không, 7 gam chạy trong máu thì não bộ của chúng ta bị sốc đường, đổ cả đống đường vào não bộ, choáng, sốc, mệt đúng không, mệt cực kỳ luôn. Thì bây giờ não bộ sẽ chỉ đạo tuyến tụy tiết insulin ra, và cái insulin đấy làm sao nó trung hòa cái lượng đường ấy, nó giống như là hàn the mà chúng ta, hàn the mà chúng ngày xưa chúng ta biết cái hàn the mà dùng để làm trong nước không, làm sạch nước, làm trong nước ấy, ném vào cái xô nước bẩn thì cái xô nước bẩn đấy làm sao trong vắt luôn. Ngày trước thì hồi hồi tôi còn rất là nhỏ, tầm bốn lớp 2 thì bố mẹ hay bắt đi gánh nước, mà làm gì có nước máy thời đó, là phải gánh cái nước giếng khoan về đấy, đi xin cái nước giếng khoan, một cái nước giếng khoan nhá, bơm lên nó còn vàng, nó có còn váng vàng nữa cơ, đem về đổ đầy vào bể, đổ vào bể xong rồi ra chợ mua khoảng tầm 1.000 đồng tiền hàn the đấy, về vất xuống cái bể nước của một khối đấy là nó trong vắt luôn đấy. Thì đấy là cái cách lọc nước nhá. Thì mọi người có để ý thấy rằng là cái lượng đường bị thừa thì cái tuyến tụy nó tiết insulin ra để nó cân bằng, làm cái lượng đường đó bị tụt xuống, có nghĩa là mất trung hòa thành nước, mất hết, thì chúng ta sẽ trở lại cái trạng thái bình thường. Và trong trường hợp mình ăn như vậy đấy mà mình bị đau đầu, mình không buồn, mình ngủ đấy, mà mình không đi ngủ, nó báo hiệu là buồn ngủ mà mình không đi ngủ, thì mình cứ cố gắng mình thức thì mình sẽ bị đau đầu, đau đầu lắm không chỉ chịu được, thì buộc phải nghỉ trưa. Và tất cả những người mà hay có thói quen nghỉ trưa là đại đa số những bộ phận những người đấy là ăn thừa đường nhiều, dẫn tới là bị buồn ngủ. Không phải là xúc cái thìa đường đổ mồm ăn đâu nhé, mà là ăn từ gì ạ, các loại rau củ quả ngọt, từ hoa quả, từ bánh kẹo, từ cơm, từ ngũ cốc đúng không, thì đấy chính là đường. Tất cả mọi thứ đấy đều là chuyển hóa thành đường hết, và cái lượng đường nó cao quá, cụ thể bao nhiêu thì chúng ta sang cái bài tiểu đường mình sẽ biết được chính xác của con số là bao nhiêu để tránh bị buồn ngủ. Buổi trưa đã không có chuyện buồn ngủ đâu, mà ăn xong vẫn làm việc được, chỉ là thư giãn chân tay, cho co giãn chân tay thôi đúng không. Và sau khi não bộ của chúng ta mình điều khiển cái tuyến tụy liên tục hoạt động như vậy đấy, thì cứ lặp đi lặp lại n lần như vậy thì chức năng làm việc của tuyến tụy sẽ bị suy giảm. Đáng lẽ là mỗi ngày nó chỉ tiết ra 1 lít insulin thôi, nhưng bây giờ chúng ta ăn thừa nhiều đường quá, bữa nào cũng ăn thừa, bữa sáng ăn thừa, bữa trưa ăn thừa, bữa tối ăn thừa, thì dẫn tới là làm sao, bị buồn ngủ, và sớm hay muộn tuyến tụy của chúng ta cũng trở thành ung thư tụy. Mức độ nhẹ nhé thì chỉ là đường huyết cao, mức độ nặng này thì bắt đầu bị bệnh tiểu đường, có nghĩa là mãn tính rồi, tuyến tụy hỏng mãn tính. Và mức độ nặng nhất là ung thư tụy, chú ruột của tôi, chú ruột bị ung thư tụy đấy, chú tên là chú Bảy, chú mất từ năm đấy, là chú mất năm chú có bốn chưa đến 40 tuổi, 40 tuổi là đã mất rồi. Đấy, vì mỗi một bữa chú ăn này, chú ăn chú uống nhá, mỗi một bữa uống khoảng tầm 3 cái chai bia 1,5 lít,
Bia Hải Phòng, bia hơi Hải Phòng, 3 chai bia lít rưỡi không một đoạn cơm, uống mỗi cho 3 chai bia thôi. Cộng với rất là khoái khẩu cái món móng giò cô thì lại cô bán thịt heo, cung cấp thịt heo, cái móng chân con heo đấy, ninh ninh nó nát nó dập ra, mút vào này, hết rũ rồi lém, quang quang vào cái mâm phát, ăn như thế mà mỗi lần ăn khoảng tầm 3 cái móng giò như vậy, móng giò to đấy, chứ móng giò nhỏ đâu, và ăn nhiều như vậy thì phải làm sao, mệt thôi, và cuối cùng là ung thư tụy, đúng không? Rồi, vậy thì đấy là cái nhược điểm nhá. Còn bây giờ cái ưu điểm của đường thì sao? Mọi người có để ý thấy rằng là hầu hết tất cả những công viên có trò chơi người ta toàn bắn kem không? Bắn kem ấy. Chúng ta chẳng may muốn chơi cái trò chơi mạo hiểm nhá. Giả thiết thích chơi trò chơi mạo hiểm nhưng mà sợ lắm. Ui, sợ không dám chơi lắm. Lích thử 2 kem vào xem. Tí nữa chơi hăng luôn. Hoặc trong trường hợp chúng ta là người không hoạt ngôn lắm, không hoạt ngôn lắm nhé, mà ngày hôm đó là chúng ta phải đứng mũi chịu sào để quản lý anh em bạn bè họ hàng hay là một cái tổ chức nào đó vui chơi giải trí, thì mọi người cứ ăn thử cho tôi khoảng tầm 2 cái kem vào cộng với một cái bánh ngọt, tí nữa mình tăng động cho mình quát, mình tháo, mình chửi cả nhóm, có nghĩa là muốn tăng năng lượng của mình lên ngay tức khắc thì chúng ta sử dụng đường đó. Thì mọi người có để ý thấy những cái người đồ ăn đồ ngọt nhé, họ rất là tăng động, mà những người ngược lại điều đó ấy, chính những người tăng động đó mà chúng ta muốn cho họ giảm tăng động thì chỉ cần cắt đường đi thôi, hoặc cho chuyển thành ăn đường chậm, hết năng lượng chẳng còn sức để mà nhảy múa, chẳng còn sức để mà gào thét, đúng không? Còn tất cả những người thích tăng động hoặc ngôn nắm mồm nói nhiều, giảm lượng đường xuống cho ăn đường chậm, thay vì cho ăn cháo ăn cơm cho ăn khoai nguội, đúng không? Nửa củ khoai không cho uống nước làm sao, nước nội bào hoặc là nước tiềm vào, chả có sức để mà làm sao gào thét nhảy múa nữa, không làm ồn không làm phiền mình, đúng không? Thì đường có tác dụng của đường, mà ăn thừa đường thì bệnh tiểu đường, bệnh ung thư tụy. Còn ăn thiếu đường thì chỉ đơn giản là người nó khô khô trong nó gầy gầy thôi, đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta có thể sử dụng cái lượng đường để thay đổi cái tính cách của mình. Một ngày nhé, rõ ràng một ngày chúng ta đang làm sao đóng lên hàng trăm vai khác nhau. Có rất nhiều người có cuộc sống rất là phong phú, cái môi trường làm việc rất là phong phú. Ví dụ các bạn huấn luyện viên yoga nhé, buổi sáng thì các bạn trở thành huấn luyện viên yoga, lát nữa thì các bạn lại trở thành huấn luyện viên dinh dưỡng, lát nữa thì mình lại trở thành người làm mẹ, lại làm vợ, lại làm cán bộ công nhân viên cho một doanh nghiệp nào đó, hoặc là lại tự doanh, đúng không? Xong lại bán hàng, xong lại chăm sóc khách hàng, xong rồi làm sao quét nhà rửa bát nấu cơm, đối ngoại đối ngoại xung quanh hàng xóm. Một ngày chúng ta là thường đóng tầm khá nhiều vai diễn, và mỗi một vai diễn cần phải một loại thực phẩm thức ăn khác nhau để có thể kích hoạt triệt để cái vai diễn đó lên, tránh cái trường hợp này một con người mà đến 10 năm sau mình gặp, ngày hôm nay mình gặp, 10 năm sau vẫn vậy, 20 năm sau vẫn vậy, 50 năm sau vẫn vậy, chúng ta thay đổi. Đây là một điều chắc chắn nhé. Thay đổi về hình thể, thay đổi về sức khỏe, thay đổi về trí tuệ, thay đổi về rất nhiều thứ. Nhưng có nhiều người vẫn nguyên si một con người như vậy. Xấu xấu bền vững, ốm ốm bền vững, đúng không? Chán lắm. Chứ còn đẹp, để mà đẹp bền vững được hơi khó đấy. Còn phải có trí tuệ đấy. Và thực tế chứng minh rồi, đúng không? Nhiều bạn trước đây khoảng tầm cấp 1, cấp 2 là học sinh này, chúng ta học tập cùng thời với nhau đấy, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đấy. Trước đây các bạn xinh ơi là xinh, chả hiểu sao sau khi lấy vợ lấy chồng xong rồi các bạn xấu thế, đúng không? Trước đây xinh nhưng bây giờ lại xấu đi. Nhưng có rất nhiều bạn trước đây làm sao không được đẹp lắm, nhưng mà bây giờ quay lại năm 40 tuổi quay lại, ui sao bây giờ mày đẹp gái thế, mày đẹp trai thế, trông mày tuyệt vời thế. Ô kìa bạn, tôi phải làm sao học tập nhiều hơn, tôi sử dụng các kiến thức để làm sao bồi đắp và nuôi dưỡng cơ thể của mình thì mới được cái chất lượng tốt như này chứ, đúng không? Chứ không làm gì có chuyện mà cứ làm sao ăn một loại thức ăn mà đến mấy chục năm rồi mà nó đẹp mãi xinh mãi như vậy được. Trước đây thì mình còn trẻ mà còn khỏe, bố mẹ mình ban cho mình cái cơ thể đó. Còn bây giờ mình muốn có thì mình phải làm sao? Tự tìm hiểu thôi, tự vận hành thôi, tự chăm sóc mình thôi. Rồi ok. Thì đấy là những cái lợi ích từ những cái loại thực phẩm kể cả là độc hại nhá. Khi ăn nhiều và khi ăn ít thì không những không có hại mà lại còn có rất hại luôn. Và khi trong trường hợp chúng ta cần sử dụng, chúng ta hoàn toàn có thể kích thừa lên vài chục phần trăm để tăng sức khỏe của mình lên. Thì ở lớp của anh một anh Trung tên là Trung này, để hình Phật này, đấy chú Tiểu này. Đó. Chúng tôi thì nam giới thì có người sẽ sử dụng một số loại thực phẩm chức năng, ví dụ như là rượu chẳng hạn. Rượu bây giờ mà muốn vui vui kể chuyện nó vui vẻ hơn, gần gũi mọi người hơn, bạn mạnh dạn hơn, đúng không? Nói chuyện tình cảm hơn thì cũng phải làm nửa lít rượu à, cho lưỡi nó dẻo, đúng không? Chứ bây giờ nhìn thấy mấy cô xinh xinh quá, với cả cái không gian hội trường nó đẹp quá, mình choáng người ngợp, mình mất mất lý trí, mình lu mờ nên mình chẳng biết làm gì cả, thì cũng phải có một chút rượu để đẩy cái cảm xúc nó lên, cộng âm thanh nó ánh sáng khói lửa và thì tuyệt vời luôn, đúng không? Rồi mọi người kết nối nào.
lít cho dẻo chuẩn luôn. Đấy, đấy như vui cực kỳ luôn. Rồi ok, chúng ta cũng sẽ sang những cái bài khác tương tự như vậy. Có những bài sử dụng chất kích thích thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng các loại chất kích thích khác nhau, vui kỳ luôn, khóa này vui lắm. Ok, hút thuốc lá cũng có, hút thuốc lào cũng có, hút xì gà cũng có, uống rượu vang cũng có. Ai mà chả biết là uống rượu vang một cái lượng nhất định sẽ giúp chúng ta chuyển hóa tốt hơn, đúng không? Máu huyết lưu thông hơn. Bia cũng vậy, rượu cũng vậy. Chứ đừng có chuyện chị em hay kiểu giống này là ôi kinh lắm. Em uống nó kinh lắm, cay lắm. Uống để bổ cơ mà chứ uống để hành hạ đầy đọa mình đâu. Nhiều khi mình cũng cố tình chứng minh rằng là mình là người đáng yêu, dễ thương, mình không ăn được những cái loại đó, đúng không? Trong khi đó thì đường thừa tát đi tát ao, người tiểu đường lòi ra. Đấy. Mà cái lại tự nhiên đi từ chối rượu, đúng không? Còn bảo uống rượu vào đẹp da để uống bằng chết, đúng không? Uống bằng chết cũng cả lít. Thôi. Bên này có khó gì không? Mọi người có thấy khó hay mắc gì không? À, các bạn huấn luyện viên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Mỗi buổi chúng ta chỉ có 1 tiếng thôi. Lượng kiến thức từ bài nọ liên quan đến bài kia một chút. À, mình học nhiều quá thì mình sẽ quên đấy. Mình chỉ ghi tốc ký mấy phần thôi. Thứ nhất là cơ địa cơ tạng. Thứ hai là cơ địa cơ tạng thay đổi theo thời gian và tình hình sức khỏe của mình. Và cuối cùng là dinh dưỡng. Dinh dưỡng, trong phần dinh dưỡng thì có phần dinh dưỡng thô thì cần phải mất nhiều thời gian để chuyển hóa và hấp thụ. Còn dinh dưỡng tế bào chỉ mất 1 phút 8 thôi. Từ khi đưa lên miệng nuốt đến ực một cái thì đã vào trong tận tế bào rồi. Cực kỳ có tác dụng đối với những người muốn khỏe mạnh cấp tốc. Lấy luôn một cái ví dụ nữa nhá. Lấy luôn một cái ví dụ để chứng minh điều đó này. Có phải là mọi người cũng đang dạy rất nhiều lớp không? Giống y xì như thầy, như tôi. Đó, ở trong lớp mình có rất nhiều bạn huấn luyện viên. Đó, huấn luyện viên yoga luôn. Kim Liên này, Thủy, Thị Thủy này, Hoàng Thanh này, Bích Ngọc này. Đúng không? Thu Vũ Nhung này chưa dạy nhưng mà chỉ học để chăm sóc bản thân thôi. Và có mấy bạn nữa vẫn đang học để chăm sóc bản thân. Ngày làm nhiều như vậy thì cũng phải làm sao ạ? Lục sục nấu nướng nó thì hết ngày. Xong sau đó lại chờ năng lượng nó có thì bắt đầu mới lấy sức ra để mà nghỉ ngơi. Nhiều khi mệt quá chả có sức mà ngủ. Không có sức mà ngủ luôn. Nằm thân nhiệt nó cũng nóng bùng 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 mới làm sao ngủ được. Đúng không? Bản thân tôi cũng vậy. Dậy 3-4 tiếng thông nhưng 11 giờ, 11 rưỡi. Có những thời điểm dậy đến 10, gần 12 giờ kém. Mà dậy từ 8 rưỡi, 8 giờ đến 12 giờ kém thì chết vẫn không chịu sao thấu. Cứ ngồi nói chuyện, vung tay, vung chân đủ các loại. Thân nhiệt nó tăng lên cao quá. Đúng không? Và không ngủ được. Phải mất tầm gần tiếng sau mới ngủ được, kể cả là tắm rửa, ngâm nước rồi. Đó, thì lại cần có những cái sản phẩm làm sao để hạ thân nhiệt mình xuống, đúng không? Hạ năng lượng từ trong tế bào xuống để nó ổn định mới đi vào giấc ngủ được. Hoặc là những người căng thẳng mệt mỏi stress ấy, nghĩ nhiều, cơm áo gạo tiền cuộc sống, văn hóa kinh tế chính trị thể thao đủ thứ, lại con cái bố mẹ ốm đau nữa, ngủ sao được, chết mất, sáng mai dậy có sức đâu. Thì thôi mình đãi ngộ bản thân mình một chút, yêu quý cái bản thân mình chút, đãi ngộ cái bản thân một chút, chiều chuộng cái bản thân mình chút, bằng một cái, đôi khi chỉ bằng một cái bát canh bánh đa đầy đủ chất và vi chất hơn một chút, đúng không? Một vài cái loại thực phẩm chức năng, cắt bớt đi một số cái bộ quần áo đẹp mà ít dùng tới, hay là cái ô tô hay cái gì gì đó cắt bớt đi, đãi ngộ mình một chút thì mình có sức để lao động và làm việc chứ. Nhiều khi trách nhiệm của mình còn quan trọng hơn cả những cái sở thích của mình, đúng không? Phải để gạt cái sở thích của mình sang một bên. Rồi ok. Buổi sau nhé, anh Trung, mấy chị Vân Anh. À, sáng mai bắt đầu từ sáng mai thì ăn cái gì? Buổi sáng ăn cái gì? Ăn ăn hết luôn đấy nhá. Mình xác định mình ăn cái gì, mình ăn hết hoặc ăn hết bao nhiêu phần trăm thì mình chụp ảnh. Mình cắt hết đi xong mình chụp ảnh, mình nhắn lại cho thầy à sáng em ăn cái này thì bắt đầu thầy tính toán đo lường là mình muốn tăng cân hay muốn giảm cân thì sau của bài ngày chủ nhật nữa thì mình sẽ hiểu rất là rõ cặn kẽ. Chỉ học một lần đủ kiến thức vận hành cơ thể của mình trọn đời ở tất cả các chu kỳ sức khỏe. Đó, chúng ta có một cái lối sống riêng, có một cái chế độ ăn riêng. Ngày hôm nay chúng ta 40 tuổi, có một số bệnh tật lặt vặt. Mình biết cách ăn làm sao, uống làm sao để khỏe mạnh ở cái độ tuổi đó. Và cái tăng tuổi lên thì chúng ta cứ tiếp tục duy trì, duy trì, duy trì. Tránh trường hợp nhá, mọi người cho dù có tiền, nhưng cũng chỉ là người có tiền thôi. Không ai là người có nhiều tiền đâu, chỉ là người có tiền thôi. Kể cả là có rất là nhiều tỷ, nhưng chỉ là tài sản thôi. Còn thoát được khỏi dòng tiền để mà thực sự không phải làm việc nữa. Ví dụ với mặt bằng chung bây giờ của xã hội nhá. Mặt bằng chung bây giờ đấy, của xã hội ở tất cả các thành phố luôn đấy. Thì cứ trung bình mà thu nhập được khoảng tầm 100 triệu một tháng mà không cần phải làm gì luôn. Thì đấy là thoát khỏi dòng tiền rồi. Ăn cái gì cho hết 100 triệu tháng, vui chơi mãi được cũng chán nữa mà. Bốn mấy 50 tuổi rồi cũng chả có rảnh mà đi du lịch nữa đâu. Mệt. Thôi thì kiếm chỗ nào đó yên tĩnh nghỉ ngơi, kiếm một món ngon ngon mà ăn thôi.
chơi một vài người bạn gia tăng trí tuệ, có thể là người ta giỏi về dinh dưỡng, hoặc người ta giỏi về các cái kiến thức lối sống đạo đức, hay là giỏi về cách chăm sóc con cái, chăm sóc bố mẹ, hay là tâm tư tình cảm cái gì gì đó, hay một cái lĩnh vực chuyên môn gì đó, thì bắt đầu chúng ta tìm kiếm những cái điều tốt đẹp, những cái điều mà đặc biệt nó thực sự nó có giá trị, tránh trường hợp là cứ đuổi bốn bắt hoa mãi. Hôm nay thì ăn món này thưởng thức món này món nọ ăn kia, thấy chè cầu rào nó ngon thì thấy cái món bánh cuốn bà cụ, bánh đa bà cụ thì cứ chạy lao ầm ầm ra, đội mưa đội gió ra ăn chán hết, ra cứ cái gì cả, đúng không? Hôm nay thấy cái này mai cái thấy cái khác, ai bảo cái gì ngon là ok hết, mất thời gian, lãng phí thời gian, chả tích lũy được cái gì cả, mà thời gian là một thứ khủng khiếp nhất, đúng không? Chúng ta có thể bỏ tiền ra để mua được thời gian cơ mà, đầy người bây giờ họ có thiếu tiền đâu. Giả thiết tôi bây giờ còn tầm khoảng 50 năm nữa, tôi cứ cho là rồi đi, 50 năm nữa là 94 tuổi. Bây giờ ai đó bảo trả bán cho tôi mỗi năm 1 tỷ, tôi sẽ thống thọ thêm 1 tỷ. Đấy là giả thiết nhờ như vậy. Mua luôn, ít nhất thì tôi cũng phải dám bỏ được chục năm luôn. Nó biết được con số của mình là làm sao. Sống 90 tuổi, bỏ chục tỷ, mua thêm 10 năm nữa. Còn đầy người ta có tiền, có khi người ta trả nhiều hơn nữa cơ. Đó, cho nên thời gian là một thứ khủng khiếp nhất. Và những thứ làm chúng ta mất thời gian nhiều lắm, cứ mỗi thứ một tí, mỗi thứ một tí. Và cái quá trình ăn uống nấu nướng thì nó kinh hoàng luôn. Ai đó mà đang làm người phụ nữ chăm sóc gia đình thì biết rồi đấy. Ui giời ơi, cái công sức làm sao đi lựa chọn thực phẩm, mua bán thực phẩm, xong rồi chế biến, xong rồi ngồi ăn, xong rồi lại ngồi chăm sóc người ăn, xong rồi dọn dẹp, ôi giời, lạch quạch như vậy ngày ba bữa nhá. Thôi thì cuộc đời chỉ lẩn quẩn ở trong chỗ đó là hết ngày thôi. Trừ khi là mình phải rất là thông minh, nhanh nhẹn, cực kỳ thông minh, nhanh nhẹn, mình mới có thể làm được nhanh được. Nhưng cũng kiểu gì cũng phải mất mấy tiếng một ngày. Một ngày nó có mấy tiếng buổi sáng thì mất toi mấy tiếng để lục sục lúng nướng ăn uống được còn đâu, thì thời gian đâu để mà hưởng thụ nữa, đúng không? Mà có phải là hưởng thụ thức ăn đâu, mà chẳng qua là bị nghiện thức ăn mà chả biết gì. Thì đến bài đường với bài đạm thì chúng ta sẽ biết là rằng là mình bị nghiện thức ăn, đúng không? Có thêm một từ khóa trước nhá, từ khóa cho dành cho buổi 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 sau à, có nghĩa là từ khóa nói trước. Từ khóa của ngày hôm nay là dinh dưỡng tế bào, từ khóa của buổi sau nhá, có một từ khóa này: đường còn nguy hiểm hơn ma túy. Mọi người có thể tra Google ra một loạt các video họ giải thích rất là đầy đủ chi tiết về đường, mà hầu hết chị em đều nghiện đường, không biết mình nghiện đường. Ồ, những người nghiện mà biết mình nghiện thì có mà là thiên tài. Đa phần nghiện chả hề biết mình nghiện. Tôi mà nghiện rượu tôi chả biết tôi nghiện rượu. Ôi sướng cái thế, tội gì mà không nghiện, có chết thì đâu chết, sau này tính sau, đúng không? Thì chị em đang nghiện đường, cũng xấu xí, cũng béo chũng chỉnh, đúng không? Cũng một loạt các cái bệnh lặt vài lặt vặt, mặt mũi cũng méo mó nhăn nhó, trông không được đẹp đâu, trông nó không được tươi tắn đâu, trông nó cứ kiểu bẹo bẹo phụ phụng ấy. Ôi, có lẽ hôm nay chả thấy ai hỏi gì cả, chứng tỏ là bài này là mọi người nắm bắt khá là dễ, đúng không? Phần cuối nhá, không ai hỏi gì chúng ta vào phần cuối nhá. Vậy thì vừa rồi chúng ta đều biết dinh dưỡng tế bào, dinh dưỡng thường rồi. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi: mình có thể tự chế tạo được dinh dưỡng tế bào không? Có, đúng không? 100% là có. Trong khoa học dinh dưỡng này chúng ta được học cả cách chế tạo thực phẩm chức năng. Mọi người cũng có thể chế tạo được canxi nhé. Trên tay tôi đang cầm một cái lọ canxi, giá tôi mua lẻ là rơi vào tầm khoảng 250, và giá bán là rơi vào tầm khoảng gần 500.000 một lọ, khoảng một lọ nhé. Đây là giả thiết nhé. Liệu có cách nào đó chế tạo được canxi như này, chất lượng xịn, xấp xỉ, mọi người có quan tâm không? Đó là dùng cái vỏ trứng gà rửa sạch đi, sau đó làm sao hấp chín lên, hấp chín lên thôi nhá, chứ không phải đun sịch sịch đâu, để hấp lên thôi, gọi là gấp hấp cách thủy tôi cũng được, trong vòng khoảng 5-10 phút. Sau đó mọi người phơi khô và nghiền đi thành bột, hoặc cho vào cối giã nát ra thành bột. Sau khi thành bột mịn rồi thì mọi người có thể trộn một chút mật ong vào, viên thành viên, đấy chính là canxi đấy, đúng không? Và mọi người trong Google ra thì là 100% canxi siêu xịn, không nóng nước gì cả, nó uống thoải mái, cũng không sỏi thận gì cả, đúng không? Thậm chí là chúng ta chơi luôn, nhai luôn, luôn cái vỏ trứng gà luôn cũng được, trong trường hợp mà hệ tiêu hóa tốt. Còn không thì cứ nghiền thành bột uống cái ực phát buổi sáng là sao, làm viên đực phát là uống với nước, thế là bổ sung đủ canxi rồi đó. Có rất nhiều cách, đúng không? Thì dinh dưỡng tế bào cũng vậy nhá, chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo được ra cái lọ bột này. Bây giờ ví dụ nhá, ba cái nguyên liệu chính của chúng ta gồm là đa chất, đúng không? Các bài khác sẽ biết đầy đủ chi tiết đa chất là cái gì, vi chất là cái gì. Đa chất là đường, là mỡ, lại là đạm này. Vậy thì đường mỡ đạm làm sao cho hết thành bột như này, đúng không? Đường thì dễ rồi, đường có thể cho luôn được gạo nứt đi, tất cả mỗi gạo nứt thôi chấm hết, không cho thêm gì cả, chỉ ba sản phẩm cho dễ nhá. Bây giờ mỡ, mỡ thì là cái gì? Chả nhẽ chúng ta cho cái miếng thịt heo ở đây à, đúng không? Cho cái miếng mỡ heo ở đây à, chúng ta chuyển sang là cái gì nhỉ, quả bơ được không?
quả bơ sấy khô lên, xong sau đó nghiền thành bột, thì đấy chính là mỡ còn gì nữa, đúng không? Mỡ thực vật. Thế là chúng ta được hai cái rồi, đúng không? Đường chính là tinh bột và mỡ chính là quả bơ rồi. Còn bây giờ đạm thì dễ rồi, đúng không? Đạm thì có gì khó gì đâu. Cái hạt đậu tương là cái loại làm sao rẻ tiền và nhiều vô cùng tận luôn. Làm sao nhỉ? Ngâm nước bóc cái vỏ đi để cho cái vỏ nó bợt đi. Còn trong trường hợp chúng ta không muốn ăn cái gì, cái mầm đậu lành, cái mầm đậu lành này có cái tác dụng phụ đối với những người có vấn đề liên quan đến u nhọt, thì chúng ta có cái từ khóa là đậu lành phân lập. Mọi người có thể tốc ký cái một từ khóa nữa nhé, đậu lành phân lập, có nghĩa là đậu lành đã được tách cái hạt mầm ra. Mọi người nhớ ngày xưa chúng ta xem cái bộ phim, ai đó mà tầm ở tuổi tôi hoặc lớn tuổi hơn tôi một chút thì mới biết cái bộ phim có tên là Tú Xảo. Tú Xảo ấy, cô gái Tú Xảo, bộ phim rất dài kỳ, tôi xem đến cả mấy năm mới hết đấy. Cô ấy bán đậu lành mà về sau cô ấy trở thành một cái người bán đậu lành rất là nổi tiếng trong một thời gian dài đấy, là do cái đậu lành của cô bóc được giữa cái ra, lấy cái nhân cái hạt ra. Nhưng mà người Việt của mình mới chỉ dịch được rằng là bỏ cái nhân ra thì cái đậu lành uống nó làm sao nó không bị đắng. Còn đúng là đậu lành chúng ta làm sao cho vào bóc mỗi vỏ, thế là xay bét nhà là thôi, thậm chí là xay cả vỏ. Thành ra đậu lành càng ngày càng không thơm bằng ngày xưa nhé. Ngày xưa chúng ta uống cái cốc đậu lành thơm kỳ luôn, nhưng bây giờ không thơm nữa rồi, họ làm công nghiệp họ xay luôn cả vỏ thành ra không thơm rồi. Vậy thì có thể là dùng đậu lành luôn đúng không? Sau khi tách vỏ, tách được nhân thì càng tốt. Phơi khô đi, đem đến cái lò bánh mì, cái lò sấy bánh mì đấy, sấy nó lên, sấy chín nó lên. Sau khi sấy chín nó rồi, cầm sang cái hàng xay bột trẻ em. Xay bột trẻ em ở đây ai chả đã từng đỡ có con một vài ba lần đúng không? Và đã từng đi xay xay bột. Anh cầm ít hạt đem ra hàng bột xay cho em, đúng không? Ra đây các loại đậu đỗ hạt trước để làm sao? Xay nữa nữa ra, cho hết vào tất cả, xay 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 bét nhè bét nhẹt ra. Em cứ xay đi xay lại nhiều nhiều chục lần cho anh. Xay bét đi bét lại không khác gì bột, thậm chí làm sao để ngón tay này dùng hua hơi hút lúc cũng vào, hút lúc cũng vào chứ không cần phải xúc, nó mịn đến mức độ đấy. Thì buổi sáng chúng ta làm sao xúc tới một vài ba xìa, một vài ba xìa nhé, đổ vào ngoáy nước uống, thế là xong đúng không? Thì đấy chính là gì ạ? Dinh dưỡng tế bào ở cái dạng đã được chế biến sẵn đó. Có cái nhược điểm là chúng ta sẽ không để được lâu thôi, chắc là có lẽ để được đôi ba tháng thôi, để lâu quá thì nó mốc meo hết. Còn hút chân không thì để được lâu hơn một chút đúng không? Còn đầy đủ chi tiết hơn là trong 100 g gạo, trong 100 g đậu nành, trong 100 g bơ thì có bao nhiêu calo, thì chúng ta cần lại phải cần học ở các buổi khác nữa đúng không, để tránh trường hợp là cho thừa hoặc cho thiếu. Cho thiếu thì ăn uống nó lại làm sao nó không sung, đúng không? Cơ thể nó không được khỏe mạnh đúng không? Còn ăn thiếu thì yếu. Còn lỡ ăn thừa, thừa đen cái thừa một số loại, ví dụ như là thừa mỡ hoặc thừa tinh bột đường, thì lại béo rụt cỏ vào, trông xấu xí luôn đúng không? Vậy thì tội gì mà không làm sao nâng cấp sức khỏe mình tối ưu nhất. Ai đó ở đây mà ví dụ ba mấy 40 45 tuổi nhá, những cái người nữ giới hoặc nam giới đấy mà tầm ở trên 40 tuổi mà thực sự có kiến thức có trí tuệ, chăm sóc bản thân nhìn biết ngay chật lắm. Họ đẹp đẹp theo kiểu đẹp đẹp bốc mùi đấy, đẹp theo kiểu từng phân cm trên cơ thể đúng không? Có thể tóc họ rất là đẹp nhé, mặc dù cũng không cần cầu kỳ đâu, mình trông thấy nó hài hòa, ánh mắt thì cái môi này, cái cơ mặt này, tất cả mọi thứ này nó cân đối, nó hài hòa, thậm chí là cả mùi cơ thể. Tránh trường hợp là chỗ thì to, chỗ thì nhỏ, chỗ thì lũng lịu, chỗ thì ốm, chỗ thì đau. Toàn bộ cơ thể có 50 bộ phận thì có đến 30 bộ phận, có bộ thì giảm 5%, có bộ thì làm sao giảm đến 50% công suất, có bộ thì giảm đến 20-30% công suất. 50 bộ phận mà 30 bộ phận thì còn lại vài 30%, thì người mình làm sao mà đủ sung được, luôn luôn ở trong trạng thái gọi là ốm dở, ốm dở đó, cơ thể luôn luôn hơi sốt sốt nhẹ, mệt lắm, nhọc lắm, chẳng có năng lượng mà lao động làm việc, cái ý chí gì cả. Cái sức khỏe tụt xuống cái là không tha thiết gì nhiều đâu. Ví dụ như Kim Niên này, đau lưng mỏi lưng rồi, đúng không? Mệt ê ẩm. Đấy, buổi sáng mà làm bát canh nướng đa thì chậm phục hồi lắm. Và ăn dinh dưỡng tế bào như vậy thì sẽ phục hồi rất là nhanh. Ok. Đó. Bạn Thương nữa, bạn Thương mà muốn học kiến thức của thầy nhanh thì buổi sáng vào lớp sáng tập học cùng với thầy thì sẽ nghe đấy như rất là rõ. Tôi khẳng định nhá, khẳng định luôn này, đây là cam kết và khẳng định nhá. Lượng kiến thức thì rất là nhiều. Tôi là người rất thích viết sách và những cái sách tôi viết ra là dựa trên những kinh nghiệm làm việc của mình, chứ không dựa trên một cái tài liệu gì cả, dịch ra cả, toàn những kinh nghiệm làm việc cộng với kiến thức mà mình học tập được, và chỉ tập trung vào những thứ cần thiết thôi đó. Và hàng ngày thì cái lượng kiến thức không thể trao trong một hai buổi mà hết được. Thí dụ như cái khóa huấn luyện viên K2 yoga trị liệu đấy, đến 2 tiếng rưỡi 3 tiếng một buổi thì chắc là chẳng ai người ta rảnh người ta ngồi người ta nghe đâu, mệt lắm, đau đầu ù tai. Trừ những cái người mà thực sự người ta muốn có cái năng lượng như vậy, người ta muốn có cái kiến thức như vậy để người ta lao động làm việc kiếm tiền thôi, thì họ mới có khát vọng. Còn không thì cứ nhìn cái video 3 tiếng mà cứ cái lải nhải mãi từ nãy đến giờ, bây giờ như từ nãy đến giờ có 1 tiếng thôi đã ù tai chóng mặt chán rồi, mệt lắm, không 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 không, không thu hút quá.
đúng không? Và để làm được cái điều đó, để truyền tải được các cái thông điệp mà mang cái tính chất xây dựng nhưng mà không quá mệt mỏi cho người nghe, người học, thì vừa tập luyện vừa nghe là cái cách tối ưu nhất. Mình tập làm sao người ngậm nó cũng đỡ đau mỏi, nó cũng dễ chịu và thoải mái hơn. Không, trong cái lúc đó thì thầy lại lại hướng dẫn, lại chia sẻ, thì mình nghe cứ bập bõm mỗi ngày một một chút một tí, thì cái gia tốc nó rất là cao. Có thể là mình không được thông minh lắm thì thôi, thì mình vừa tập vừa nghe trong vòng khoảng tầm nửa tháng một năm thì mình làm sao mình cũng thấy ngon, ok ngon luôn. Nhưng mà mình siêu thông minh thì thôi, nghe một buổi mình học một hiểu 10 thì còn nói làm gì nữa. Có phải ai cũng như vậy đâu, học một hiểu một là người bình thường, học một hiểu 10 thì là đại soái rồi đúng không? Còn nhiều người học một còn hiểu âm một nữa cơ, còn chán đời hơn cơ. Thì lấy ví dụ cụ thể ở lớp mình nhé, có Thanh Thủy. Thanh Thủy còn đấy không em ơi? Em còn thầy ơi. Ok, Thanh Thủy là một trong những người mà rất là chăm chỉ học tập cho đến tận bây giờ. Khát vọng học tập của bạn ấy rất là lớn. Đó, bạn đang mong muốn tìm một cái cơ hội mới, một cái đường đi mới để nâng cấp chất lượng cuộc sống của mình lên thông qua việc khỏe mạnh. Đồng thời khỏe mạnh lên rồi lại có kiến thức để giúp cho một số người cũng muốn khỏe mạnh. Đó, và có thêm một chút nguồn thu, đúng không? Đó thì có lẽ là tầm khoảng một thời gian nữa thầy bắt đầu có những cái lớp khác, và trong trường hợp em có thể là sắp xếp được thì thầy sẽ hỗ trợ em một vài bạn để em làm sao nhỉ, có cái cơ hội để test kiểm tra, đúng Là không? em cảm Ok, test kiểm thấy tra nhá, trong quá trình là dạy yoga đấy. Đó thì nhiều cô chú anh chị rất là có nhu cầu, thì cái thời điểm thời gian đấy sẽ xô lệch làm sao cho thật khéo. Rồi trong trường hợp bạn Thương cũng muốn học tập lâu dài và bền vững như vậy thì cách duy nhất là vào lớp sáng tập thôi, không cách nào hơn đâu, đúng không? Đó chúng là cái ta cách nhất. Ừ, ok rồi, mọi người muốn tương tác thêm điều gì nữa không ạ? Không thì chúng ta sẽ nghỉ hết một tiếng rồi. Ừ, không ai nói gì rồi, không ai nói gì thì chúng ta sẽ nghỉ nhá. Rồi, ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi sau nhé. Mến chào cả lớp ạ. Chúc cả lớp nghỉ ngơi. rất thành công. Cảm ơn thầy, Em em chào. chào Nhiêu ạ? thầy, em chào. Em chào Cả lớp mình nghỉ nhá. Hello, Slam,